Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TokuVN Media Team. Quay lại với cuộc chiến sinh tồn của DGB. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các Raider thông qua các Race Buckle. Lần lượt là Zombie, Ninja, Monster và Beast Race Buckle. Hãy cùng tìm hiểu xem những sản phẩm ngày hôm nay có điểm gì độc đáo nhé. Đi sơ một chút về phần hộp, cả bốn hộp có kích thước, bố cục, hình ảnh khá tương đồng nhau. Riêng chỉ có hộp của Zombie Buckle thì to hơn một chút vì set này có đi kèm thêm hai holder. Tùy vào buckle loại nào mà trên đó sẽ có hình ảnh trang bị tương ứng. Trước tiên là Kamen Rider Buffa. Rider mang hình tượng con trâu với ID Core màu tím cùng Zombie Rise Buckle. Về buckle, kích thước cũng tương đồng như Magnum. Màu sắc có phần tối với tông màu tím là chính. Ngoại hình mang hình dáng của một khung xương, tuy nhiên vì đây là đồ chơi trẻ em nên phần này không đến nỗi quá đáng sợ. Đi kèm với buckle là ID Core của Buffa mang hình ảnh một con trâu cùng hai holder. Tuy nhiên, kinh phí có hạn nên nhóm chỉ có ID Core mà thôi, bởi như vậy giá thành mua sẽ giảm được đôi chút. Trở lại với buckle sau khi kích hoạt, phần khung xương trên buckle sẽ bị bung ra. Một bàn tay trồi lên bám vào chiếc thắt lưng, trông khá giống với sự xuất hiện trong các bộ phim kinh dị. Ở Buffa, nội tại là khả năng cận chiến mạnh, chính vì vậy Zombie chính là buckle tương thích với Rider này. Nhưng Zombie thì liên quan gì đến trâu? Theo mình, hình tượng của Buffa không hẳn là trâu mà là bò tót, chiến binh bốn chân cực kỳ hung hãn. Dù cho bị đả thương bao nhiêu lần thì vẫn tiến đến tấn công kẻ thù cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, giống như một con zombie vậy. Mà các bạn thử tưởng tượng xem một con trâu hay là bò tót là lại là tây ma thì sẽ nguy hiểm và đáng sợ đến như thế nào. Ngoài ra còn một hình tượng khác mà nhóm tìm hiểu được, đó chính là con bò xuất hiện trong thần thoại của Ấn Độ, tiêu biểu là thú cưỡi của thần Shiva. Tuy không liên quan đến tây ma nhưng trong thần thoại khuấy biển sữa của sử thi Hindu, vì để ngăn không cho độc của vua rắn Vasuki lan rộng ra vũ trụ, thần Shiva đã hấp thụ lượng độc này. Chi tiết này khiến chúng ta nhìn vào tính chất độc tố nhiều hơn là thây ma của Zombie Buckle. Ngay cả trên vũ khí là Zombie Breaker cũng có âm lệnh Poison Charge. Dựa theo phim, chúng ta có thể thấy cũng nhờ việc sử dụng Zombie Buckle quá nhiều mà Buffa vẫn giữ được cơ thể sau khi bị loại khỏi cuộc chơi trong tập 16. Tiếp theo là Ninja Rise Buckle. Vật phẩm tương thích với Kamen Rider Tycoon. Với tông màu xanh lá chiếm trọn, cùng với đó là Shuriken và Kunai không lẫn vào đâu được của Ninja. Tuy vậy, chúng ta vẫn thấy được nét hiện đại hóa đi cùng. Chính là các bánh rang to lớn trong Rise Buckle. Khi kéo Kunai đi kích hoạt Rise Buckle, phần Shuriken sẽ tự quay, liên tưởng đến sự cơ khí hóa của nhẫn giả, gia tăng tốc độ sát thương của Shuriken, hoặc có thể nói phóng Shuriken tự động cũng đều được. Một chi tiết khá thú vị đó là cơ chế kéo cần để kích hoạt hệ thống bánh răng quay của Buckle này rất giống với Karakuri Ningyo, một loại búp bê có cơ chế chuyển động cơ học xuất hiện vào thời Edo. Các bạn có thể search Google để biết thêm chi tiết nhé. Không giống như những Rise Buckle khác, Ninja Buckle không đi kèm ID Core của Tycoon. Bởi vì ID Core này là hàng cam pe khi mua lại Design Driver hoặc Command Twin Buckle và Raging Saw. Về hình tượng, Tycoon mang hình ảnh của lượng chó Tanuki, cũng là một linh vật hiện thân cho sự may mắn trong thần thoại Nhật Bản. Chính vì vậy, nội tại của Tycoon chính là chỉ số may mắn cao, dễ ra item xịn. Ngoài may mắn thì một trong những khả năng của Tanuki là có thể biến hình ẩn thân hoặc lừa người đi đường, khá giống với ẩn thân chi thuật của Ninja. Đây chính là câu trả lời cho thắc mắc tại sao Tycoon lại tương thích với Ninja. Kế đến là Monster, Rise Buckle tương thích với Kamen Rider Pumzak. Buckle này khá ấn tượng với cá nhân mình, bởi vì tên là Monster nhưng lại mang hình dáng của một chú gấu con đội nón lưỡi chai khá là dễ thương. Tương tự như những quái vật vui nhộn trong bộ phim Công ty Quái vật của Disney, đã vậy còn có thêm hình ảnh hiệu ứng trúng đòn, phải nói vô cùng thú vị. Phần màu sắc nổi trội với màu neon khá giống với Cyclone Dio Fighter của Kaito Sentai Lupin Ranger. Khi gắn Monster Buckle vào Driver, nhạc chờ đã thay đổi mang âm hưởng tinh quái ngộ nghĩnh. Vì hình tượng của Monster là sự ma quái vui nhộn nên lấy kích hoạt chúng, ta chỉ cần cốc vào đầu chú gấu. Đôi mắt sẽ thay đổi trạng thái đặc biệt hơn khi ở trạng thái thức. Đôi mắt trông có vẻ đang giận dữ với chúng ta vì đã lỡ đánh thức nó dậy. Đi cùng với Monster Rise Buckle là ID Core Pumzak. Rider mang hình ảnh con gấu màu nâu. Theo nhóm tìm hiểu thì hình tượng của Pumzak không hẳn là gấu. Cái tên Pumzak là sự kết hợp giữa Punk, một thể loại nhạc rock, và Jack O'Lantern, là chiếc đèn lồng quả bí ngô thường xuất hiện vào Halloween. Nếu các bạn để ý, ở tập 5, ông chú Kamen Rider Mary đã gọi Pumzak là anh bạn Halloween. Tuy là lễ hội ma quỷ, nhưng ngày nay Halloween được xem là một dịp lễ để hóa trang, vui đùa. Chính vì vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao Pumzak lại tương thích với một con quỷ ngộ nghĩnh như Monster Buckle. Tiếp đến là Beast Race Buckle, vật phẩm của Kamen Rider Nago. Lấy hình mẫu là đàn điện tử dành cho trẻ em, màu sắc tạo cảm giác tươi mát với các tông màu sáng hòa vào nhau khá hợp. Khác hoàn toàn với các Rise Buckle trước đây, Beast Buckle có hệ thống âm thanh riêng biệt. Khi ta nhấn vào các phím đàn, những bản nhạc sôi động sẽ vang lên. Tuy vậy, dù ta có bấm bất kỳ phím nào đi chăng nữa thì âm thanh vẫn sẽ luôn phiên phát ra theo thứ tự.
Để dừng bản nhạc một cách chủ động, chúng ta chỉ việc xoay đĩa là xong. Đi cùng với Beatbuckle là ID Call của Nago, mang hình tượng mèo đen. Tuy nhiên, theo mình, Nago không chỉ là chú mèo đen bình thường, mà là thần Bat hay Bastet, nữ thần mèo đen trong thần thoại Ai Cập. Nếu các bạn tìm những hình ảnh về nữ thần này, sẽ thấy trên tay bà có cầm một vật mang tên Sistrum. Đây là một loại nhạc cụ cổ của Ai Cập. Chính vì vậy, bà còn được xem là nữ thần đại diện cho âm nhạc. Điều này có lẽ phần nào giải thích cho việc Nago tương thích với Beat. Ngoài ra, trong văn hóa của Ai Cập cổ đại, mèo là loài vật cao quý, thuộc hàng quý tộc, khá hợp với thân phận tiểu thư đại các của Neon Chan, đúng không nào? Về phần cách chơi, thì Beat gần như không có sự thay đổi về hình thái, chỉ là nhấn phím đàn rồi xoay đĩa là hết. Điểm tạo nên sự khác biệt đó là âm chờ này đã khác do Beat có tích hợp âm thanh. Còn âm biến hình vẫn phát ra từ driver. Sẵn giới thiệu về sự tương thích giữa Rider và Buckle, chúng ta sẽ trở lại một chút với Giz. Về tạo hình, Giz mang hình tượng một con cáo. Nếu ai thích văn hóa Nhật Bản sẽ nhận ra ngay đây chính là Kitsune, một linh vật trong thần thoại Nhật Bản. Nội tại của Giz là khả năng nghe và nhìn nhạy bén. Chính vì vậy Magnum là Buckle tương thích nhất với Giz. Cơ mà cáo thì liên quan gì đến Magnum? Câu trả lời chính là tựa đề của tập 16, Săn Cáo. Đây được xem là một bộ môn tiêu khiển của giới quý tộc châu Âu từ thế kỷ 16. Theo mình, việc Giz có hình tượng con cáo sử dụng súng mang ý nghĩa vùng lên, không chấp nhận số phận làm thứ tiêu khiển mà đấu tranh để giành vị thế kẻ đi săn. Còn Boost Buckle như đã đề cập ở clip trước đây là vật phẩm đặc biệt. Đúng với tên gọi Boost, ngoài việc sử dụng đơn lẻ, nó còn có tác dụng tăng sức mạnh cho các Buckle dùng chung. Bằng chứng là các Buckle lớn nếu sử dụng chung với Boost, âm biến hình sẽ thay đổi. Cụ thể ra sao thì các bạn xem lại clip review nhóm đã làm trước nhé. Còn bây giờ mình sẽ làm ví dụ với Beat. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Boost, đặc biệt là một phần tạo nên form chính cho Giz, cũng là chi tiết nhắc cho chúng ta nhớ lại ý nghĩa nguyên bản của chữ Rider trong cái tên Kamen Rider, tưởng chừng như đã bị phai mờ trong những năm gần đây. Phải công nhận là đội ngũ thiết kế đã cài cắm những chi tiết hình tượng khá thú vị của các sản phẩm, cũng như hình tượng các Rider cho Kamen Rider Giz. Nếu đúng như nhóm phân tích ở trên, thì mỗi Rider sẽ tượng trưng cho các linh thú hoặc động vật đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, khiến cho DGP như một cuộc tranh tài để xem linh thú nào sẽ được thăng cấp trở thành thần vậy. Nhìn chung, các Rise Buckle được làm khá bắt mắt về ngoại hình, màu sắc phù hợp với kỹ năng nhân vật. Nếu xét về khía cạnh thao tác cách chơi thì các Rise Buckle làm khá tốt khi mỗi Buckle lại có kích hoạt, cơ chế khác nhau. Nhưng xét về khía cạnh hiệu ứng âm thanh đèn LED thì thật sự gây thất vọng. Bởi ban đầu khi dùng Magnum cùng Boost trên Design Driver, hiệu ứng đèn lẫn âm thanh đã tạo được sự ấn tượng rất tốt với cơ chế thay đổi hình ảnh thông qua đèn LED trên Driver. Thế nhưng những cái sau lại không được như vậy. Âm thanh vẫn đặc sắc, chỉ có điều màu sắc và hình ảnh trên Driver lại đơn điệu, không khác mấy những Rise Buckle dạng nhỏ. Thiết nghĩ một Rise Buckle lớn có giá dao động tận 500 đến 700 ngàn. Nhưng hiệu ứng đèn và âm thanh chỉ cho ra tương tự như một Rise Buckle nhỏ với mức giá từ 100 đến 150 ngàn mà thôi. Thì quả thực sự là một sự lãng phí đối với những ai chú trọng vào phần hình ảnh và âm thanh. Chưa kể đến sự xuất hiện của các sản phẩm chip âm, người chơi hoàn toàn có thể kích RAM Buckle này với số tiền nhỏ hơn hẳn. Cá nhân mình thấy vấn đề này sẽ làm cho độ hào nhoáng của các sản phẩm chỉ mang tính nhất thời. Chóng vui nhưng cũng chóng chán. Từ đó khiến cho các Rise Buckle không tích hợp âm thanh riêng dần bị mất giá trị. Còn về ID Core chỉ là một cục nhựa không hơn không kém, hoàn toàn không có chức năng gì cho đến thời điểm hiện tại ngoài kích âm entry. Chốt lại, các sản phẩm của Kamen Rider Giz cho đến thời điểm hiện tại, hay hay dở, vui hay chán, hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích chơi của mỗi người. Nếu để sưu tập thì còn giá trị, nhưng để chơi đơn thuần thì chả có gì thú vị cả. Và đó là những gì nhóm muốn chia sẻ đến các bạn ở sản phẩm lần này. Các bạn có ý kiến như thế nào? Đừng ngần ngại chia sẻ bên dưới nhé. Và kỳ tới thì như hết hàng rồi. Hết hàng. Còn gì nữa đâu. Mình có đơn hàng anh ơi. Ủa, cảm ơn anh. Ủa nhớ có đặt gì đâu ta. Cái thử. Được nha. Và kỳ tới nhóm sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.